Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ hạ cây dừa sát với nhà ta nè các bạn. Rồi, cây dừa nó ngã nghiêng vô cái nóc nhà nè. Rồi, cây dừa này khá là cao luôn nha. Mà nó nằm cặp với nhà ở phía ngoài này nè các bạn. Ở bên đây thì cái hàng rào này các bạn. À, bên ở trong đó là cái giàn lan của người ta. Bây giờ anh thợ leo lên trên trển, anh thợ hạ cây dừa này cho người dân người ta để coi như thế nào nha. Đó, cây dừa này nằm nghiêng vô nhà nè các bạn, cây dừa này cũng khá là cao luôn. Bởi vì mấy cây dừa này nó nằm sát ở nhà người ta gì nè, ta sợ giông gió đầu này kia, tới mùa mưa rồi này kia giông gió nguy hiểm đó, bởi vì ta mới kêu hạ cây dừa này bỏ các bạn. Đó, bây giờ anh thợ mang móng vô lên chiếc sàn hạ cây dừa này nghe các bạn. Anh thử máy bắt đầu là anh lên cây nghe các bạn. Đó, giờ anh lên cây rồi đó các bạn. Cây dừa này nó khá là cong luôn nha. Có thể là anh lên cho nó hạ lá hạ tàu hết luôn nha các bạn. Đó, bây giờ anh thợ kéo cái máy lên đó các bạn ơi. Cây dừa này nó cong, các bạn thấy nó cong vô trong nhà nè. Lên cái nóc nhà của anh ta nè. Trái dừa là chắc bị hư các bạn ơi. Dừa trái còn non non thôi các bạn, nó bể nát hết trơn kìa, dằn nước lụm trên. Có thể là anh hạ hết ba cái tàu luôn các bạn, bởi vì nằm sát lên nóc nhà đó, sát nóc nhà đây nè. Đó, các bạn thấy tàu nó gớt không, nó gớt sát nhà luôn nè, không có thể nào hạ nguyên cây được nha các bạn. Dướng 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 rồi.
Đó, bây giờ anh cắt gần hết tàu đó các bạn ơi, còn vài tàu nữa. À, bây giờ anh cắt ngang cái ngọn cái gì đó các bạn. Cắt thêm mấy cái ngọn trên chưa cắt cũng hủ. Đó, còn cái củ hủ bây giờ có thể là anh cắt ngang cái củ hủ coi để anh thảy cho xuống chỗ nào nha các bạn. Đó, bắt đầu anh cắt cái củ hủ rồi đó các bạn. Rồi có thể là anh cắt lóng lóng xuống luôn cái gì đây để coi anh xử lý sao nha các bạn. Thôi rồi lăn tới đây luôn. Sang chỗ nhà trọ gì cô? Đạt Thành. Cắt cây dừa còn cây nè, cắt không chạy về. Sang chỗ mấy cây me được hổm á, me chỗ ông dừa cắt ông rào cắt đó. Giờ anh cắt anh xuống tới đó rồi các bạn ơi. Chắc là lóng lóng cục cục thì mới đem xuống được nha các bạn, dục xuống được chứ để cắt dài quá không có được, dài quá ngã ngã cửa người ta đâu, người ta không có chịu các bạn ơi. Cắt lóng lóng mới được.
Rồi có thể anh xuống góc hạ luôn rồi các bạn ơi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.